Mbappé đã trở lại hội quân cùng PSG tuần này và góp mặt ở trận giao hữu đầu tiên gặp Le Havre tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ ở Poissy, Paris Region hôm 21 tháng 7. Anh vào thay Ismaël Gabbi từ phút 66 và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ thứ nhất. Ngay sau trận, ban lãnh đạo PSG gạch tên Mbappé khỏi danh sách sang Nhật Bản bắt đầu chuyến du đấu hè và đưa anh lên sàn chuyển nhượng. Chủ sân Parc des Princes cho rằng Mbappé đã ngầm thỏa thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Real hè 2024. Họ cảm thấy bị phản bội vì Mbappé từng hứa sẽ không bao giờ rời câu lạc bộ miễn phí nên quyết tâm bán tiền đạo 24 tuổi ngay lập tức. Chủ tịch Anfield và PSG quyết tâm bán Mbappé trong hè này để tránh mất anh theo diện cầu thủ tự do trong hè 2024. PSG khẳng định không cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ và buộc Mbappé phải ở lại Paris tập với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Luis Enrique, gồm Jorginho Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler, Abdou Diallo và Colin Dagba. Theo Sky Sports, Mbappé lập tức có động thái đáp trả khi đánh tiếng sẵn sàng ngồi dự bị và không ra sân cho PSG cả mùa năm 2023 đến năm 2024, đến khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm 2024. Nguồn tin này nhấn mạnh việc Pháp dự Euro 2024 không làm thay đổi suy nghĩ của tiền đạo 24 tuổi. Dù bất đồng, PSG vẫn sẽ phải trả lương và các khoản thưởng cho Mbappé theo hợp đồng đã ký kết vào tháng 5 năm 2022. Số tiền trong năm cuối hợp đồng bao gồm 65 triệu đô la Mỹ tiền lương và 98 triệu đô la Mỹ phí trung thành. Ngoài bến đỗ tiềm năng nhất là Real, Anhileo đã mở đàm phán với PSG để tuyển mộ Mbappé. Tuy nhiên, việc gia nhập Real Madrid dường như là lựa chọn ưu tiên của ngôi sao trẻ này.